Chào mừng các bạn đã đến hoặc quay trở lại với kênh YouTube của ReviewS. Đây là một bạn đến từ Gen Z và mình xin hỏi các bạn là năm nay thì bạn cảm thấy Apple đã làm gì với những người xếp hàng ở Việt Nam ạ? Ồ, quá đáng quá. Bất ngờ đúng không? Hiện tại là tối ngày 21 và mình nhận được tin là bên Econsiam sẽ đang phát thẻ. Vì vậy mình đang tấp tốc chạy từ bên này sang bên Econsiam anh em ạ. Phải nói là cái cảm giác này không biết mô tả thế nào. Trời vừa mưa to xong nên là bây giờ phải bắt xe bay để chạy cho nhanh. Nhưng mà có vẻ tình hình giao thông nó không giúp đỡ mình lắm. Mặc dù mình đã bắt bay nhưng mà nhìn trông thì vẫn hơi tắc đường. Họ làm cho tụi em không lường trước được, tụi em không lường chính tính trước được chuyện này luôn. Đúng rồi, chính xác là bản thân mình cũng cảm thấy bất ngờ luôn. Khi mà mình chạy sang đến nơi thì không còn một cái vòng tay nào dành cho mình nữa, mọi thứ hoàn toàn là hết. Nhưng mà bạn này mới đau này, bạn kể được không? Tụi em ở Econsiam, xong đó tụi em quay hết các thứ mọi thứ rồi. Thì tụi em đang định về khách sạn thì nghe tin là Econsiam bắt đầu phát vòng. Xong rồi khi tụi em về đây, tụi em chạy ra Central World thì người ta phát vòng hết ở Central World luôn rồi. Tức là Central World hôm nay theo như công tìm hiểu được ấy là họ phát vòng xong trước cả Econsiam. Thế sau đó anh em từ Central World mới chạy sang Econsiam tiếp. Mà Econsiam đau là gì? Bạn này về có 15 phút người ta phát vòng người anh ta em phát ạ. Vòng. Thật sự là đau. Hôm em nay bỏ. Anh cũng định sang bên đó nha, anh định sang để xin cái ốp, à mượn cái ốp. Nhưng mà bởi vì là không mượn được anh không có sang. Chứ nếu anh mà sang là anh cũng được phát vòng rồi. Đây đâm ra giờ tay trắng, tay em trắng. Có gì không? À tay trắng. Tay em không có gì cả. Nhưng em khác anh ở chỗ là em có hàng còn anh thì không. Rồi bây giờ các bạn hãy cùng mình đi xem hàng của chúng ta dài như thế nào nha. Bây giờ xuống cuối hàng trước đi. Đây các bạn hãy cùng mình đi xem là hàng của chúng ta dài như thế nào. Thì trong hàng này theo như mình nhìn thấy ấy, thì lượng người Việt Nam của chúng ta sẽ là đông hơn so với các nước khác. Cái này thì cũng giống như năm ngoái thôi. Năm ngoái thì chúng ta cùng nhau đi làm cái video này rồi. Và các bạn thấy rằng là hàng rất là dài. Đây là cuối hàng của chúng ta bây giờ. Còn bây giờ lên đầu hàng đi. Thì vừa đi Công lại vừa chia sẻ thêm một chút ấy, là với cái năm ngoái thì khi mà mình đi quay cái này thì ban đêm mọi người xếp hàng không có đông như thế này. Năm ngoái không đông, nhưng mà năm nay thật sự là đông bất ngờ. Năm ngoái thì mình nhớ là phải tầm 5 giờ sáng mình quay ra đây thì hàng mới dài ra như thế này. Hàng mới tới đây thôi, tầm 5 giờ sáng hàng tới đây. Nhưng mà bây giờ thì đang là 12 giờ đêm. Có nghĩa là chúng ta đang rất là sớm thì hàng đã dài như thế này rồi. Và đây chúng ta cùng nhau đi lên đầu hàng các bạn nhé. Nếu mà mình có hơi quay lưng lại các bạn thông cảm cho mình. Mình sẽ đi tìm cái ông em năm ngoái xếp đầu hàng. Nghe nói năm nay là cũng đang ở trên đầu này. Thì phía trên này chúng ta sẽ vẫn đang còn hàng nha mọi người. Hàng rất là dài. Đây, đi lên trên này với mình. Đâu rồi anh em đầu hàng của chúng ta đâu rồi? Hiện tại là mình không tìm được đầu hàng ở đâu cả. Nhưng các bạn hãy nhìn xung quanh mình bây giờ này. Xếp hàng, mọi người xếp từ đây lên đến trên lan can này. Rồi xếp tất cả xung quanh đây thì rất là đông. Năm ngoái ấy, thì theo như lúc mình đi xếp hàng thì đây sẽ là điểm mà chúng ta đi vào. Apple sẽ đón những người đầu tiên ở đây. Thì bây giờ mọi người đang xếp rất là đông thế này thì không biết ngày mai Apple sẽ đón như thế nào. Cũng như một cái điểm mà rất là nhiều bạn đang phân vân là những người đeo vòng tay thì ngày mai có được ưu tiên hay không. Mình nghe nói là có những bạn đeo vòng tay mà hôm nay vẫn ở đây xếp hàng vì sợ rằng mất slot. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm một bạn mà mình có quen biết năm ngoái để chúng ta cùng nhau hỏi bạn ấy tình hình như thế nào nhá. Ở đây thì mình có một bạn năm ngoái cũng xếp hàng. Thì bạn hôm nay mình đến từ mấy giờ đấy ạ? Hồi 5 giờ chiều ngày 21. Ui dồi, xếp hàng 5 giờ chiều đến bây giờ. Công nhận là mọi người mạnh mẽ thật. Anh có vòng tay không? Có. À có này. Tuyệt vời, sẽ có vòng tay xếp hàng làm gì anh? Xếp hàng để mua Apple Watch. Xếp hàng để mua Apple Watch mặc dù có vòng tay. Thì như mình đã nói với các bạn là có những người có vòng tay vẫn lại xếp hàng. Đây, các anh này đều có vòng tay hết nhưng mà vẫn ở lại xếp hàng. Đồng hồ này hơi xịn nha anh. Xếp hàng nhiều nhẫn quá. Rồi, thế năm nay mình mua máy gì anh? 15 Pro Max. Em cũng định mua 15 Pro Max nhưng mà em vừa đi từ đầu hàng đến cuối hàng ấy, xong rồi em cảm thấy hy vọng của mình nó mong manh. Cái chữ Pro Max nó vỡ tan anh ạ. Có gì anh chia lại cho. Cộng bao nhiêu anh? Cộng 10 triệu. Vâng ạ, 15 Pro Max cộng 10 triệu đấy là lời chia sẻ rất thân tình từ anh ấy. Rồi em cảm ơn nhá. Thế chúc mọi người là có chiếc máy ưng ý mình nhá. À, mình đã tìm được cái ông em mà mình cần tìm rồi. Thì em ơi, em xếp hàng ở đây từ mấy giờ? Em qua đây từ 5 giờ chiều hôm qua. Như vậy là lại một người đã xếp hàng từ lúc 5 giờ chiều. Và cái tình hình xếp hàng ở đây thì em đánh giá thế nào? Em vẫn thấy là nó như năm ngoái. Là nó không có rõ một cái quy củ gì đấy. Có nghĩa là như 5 giờ em đến thì là mọi người sẽ xếp một vòng quanh Apple Store nhá. Nhưng mà 10 giờ tối, khoảng 10 giờ bắt đầu đóng cửa, đến 10 rưỡi thì là ở Central World họ sẽ bắt đầu đuổi hết mọi người đi. Đấy, thì như bọn em từ năm ngoái bọn em biết là cái line mai line thật. Thì là bọn em tầm khoảng 9 giờ là bọn em bắt đầu ra line này, bọn em đứng từ đầu rồi. Đấy, xong rồi đến lúc 10 rưỡi hơn mọi người bắt đầu đuổi, là bắt đầu xếp dài một dọc cái line này ra tít 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 đằng kia. Đấy, còn không có một thông tin gì là kiểu line nào là cụ thể hay gì cả. Xong rồi 5 giờ đến mọi người ra lém cho chắc khoảng hơn 100 cái vòng. Chả biết là chẳng là có mọi thông tin gì cả, em vẫn không biết đó là như nào mà. Anh em nói có 100 cái vòng nhưng sao tay em nó lại trắng thế này? Em không chen được anh ạ. Lúc đấy lúc em đang đi lên thì trước em có một ông Tây. Thì là người yêu ông bị giẩy ngã gì đấy. Thế là ông ý với ấy, cái ông bên cạnh, hai ông đánh nhau. Ông đánh nhau luôn, có nghĩa là kiểu
kiểu dẩy xong rồi bọn em định chen lên nhưng mà ông hai ông cứ quậy bọn em không chen được, thế là quanh đi quẩn lại vào nơi thì hết vòng rồi. Nói chung là đây là một câu chuyện nó nhìn từ xa thì tưởng là anh em Việt Nam tranh nhau, nhưng mà nhìn gần thì biết là không phải, cái này là do câu chuyện của tình yêu thôi. Nhưng mà về cái việc xếp hàng năm nay ấy, thì anh đánh giá là phải nói người Việt mình rất là chịu thương chịu khó, rất là bền bỉ. Năm nay trời mưa to như thế mà mọi người vẫn đứng đây xếp hàng. Như lúc em bây giờ là đỡ rồi, còn lúc em bắt đầu xếp tầm 9 giờ là lúc đang mưa rào luôn. Thì bọn em đều phải một đống áo mưa, xong rồi mặc áo mưa rồi ô rồi các thứ trên đầy ra đây, đứng giữa trời mưa xếp hàng từ 9 giờ là bắt đầu đông nghịt rồi. Mà thật sự anh em người Việt vẫn rất là có ý thức, em cảm thấy thế. Vì như bọn em đến là bọn em sẽ hô hào mọi người là chỉ xếp một line thôi, online và bắt đầu đẩy nhau, bắt đầu xếp dần thành một line đến tít kia. Còn như hội Ấn Độ này hoặc là kể cả một số người gốc Thái đều kiểu cậy bản địa, họ đa số là bọn em đứng đây từ đầu rồi, xong bắt đầu cứ vào gần cứ giả vờ nghe điện thoại, chả quen biết chả gì, cứ cái này nó đẩy bọn em ra, xong lấy bọn em cũng phải cãi nhau mãi, xong bắt đầu mới đẩy nhau ra, rồi vẫn đang kia như mấy ông Tây ở kia là đang tranh nhau vị trí đầu, dù là đến sau em rất là lâu. Đúng rồi, anh phải công nhận là lúc nãy anh đến thì thấy rất là nhiều người đứng ở đó, anh cũng rất là ngạc nhiên là tại sao năm nay lại có những bạn Tây đứng đấy. Như năm ngoái thì anh nhớ là một bạn nữ đã tranh cái vị trí đầu tiên, đúng không? Đúng, năm ngoái là có một bạn người Sinh, thì bạn ý rõ là bạn ý xếp sau, nhưng mà bạn ý rất là tinh, nghe bạn ý đúng 10 giờ bắt đầu đóng cửa thì bạn ý đẩy bọn em xuống, bạn ý đi từ cửa ra. Thật sự là em thấy, còn anh em người Việt thì em thấy khá là support nhau, kiểu mày đứng trên tao một bậc vẫn thế chẳng có vấn đề gì, anh em đều rất là nhiệt tình. Đúng. Chính xác em ạ, cái tinh thần người Việt mình ra nước ngoài nó phải như vậy mới là tuyệt vời. Rồi thì anh cảm ơn em nhá, thì anh sẽ chúc em là may mắn vì em không có vòng giống như anh, nhưng mà em có hàng, còn anh thì không. Hàng của anh bây giờ anh chả biết ở đâu nữa, mà anh cũng định mua Pro Max thôi, nhưng mà tình hình thế này thì nó hơi dài. Em sự là em thì không có vòng, nhưng mà em nghĩ là nếu mà có tinh thần chịu đựng khó, mình vẫn có sức mạnh niềm tin mà, mình sẽ tin vào là bản thân mình có thể may mắn, biết đâu sáng mai tỉnh dậy may mắn lại mỉm cười với mình thì sao. Đúng rồi, may mắn sẽ lại mỉm cười như năm ngoái. Thì năm ngoái là đây cũng nhờ bạn này với lại một số bạn từ Gen Z thì mình đã có cơ hội mua được hai con 14 Pro Max. Đấy là chia sẻ thật với các bạn là như vậy. Và năm nay thì mình cũng mong là các bạn sẽ may mắn, cũng như là cái video này thì mình muốn cho anh em xem được tổng thể tình hình của việc xếp hàng như thế nào, đông đúc ra sao, cũng như là các bạn để xếp hàng ở đây các bạn đã phải trải qua những khó khăn gì. Còn tại thời điểm này là khoảng tầm gần 1 giờ sáng, à đâu, 12 rưỡi đúng không? 12 rưỡi thôi của ngày 22 thì xếp hàng đang rất là loạn. Nó không 1.000 người. Đúng rồi, đang khoảng 1.000 người luôn các bạn nhá. Có một cái line gì cụ thể. Và mình thấy đúng là như bạn nói, không có một cái line gì hết, cứ ngồi xếp nhau. Nên bây giờ là khoảng tầm 3 line đang xếp song song với nhau. Như là hiện tại bọn em đang xếp theo việc xếp của 14 Pro Max năm ngoái. Có nghe bọn em chưa có ai phân, nhiều bọn em cứ biết line thật rồi thì bọn em sẽ tự xếp thôi. Còn có một đội đến rất là lâu, tự dưng tạo một line bên kia dù chẳng đến sau chẳng muộn không chịu vào hàng, thì thật ra bọn em không có quyền gì mà bọn em chẳng cấm được, nhưng mà mình cứ xếp thôi. Còn may rủi nói chung là cũng do Apple. Anh đang sợ là những cái live phát sinh như vậy có thể sẽ dẫn tới những cái vấn đề vào buổi sáng. Đúng rồi, cái lúc mà Apple bắt đầu mở cửa là mọi người sẽ cùng nhau, nhưng mà thôi hy vọng là không xảy ra điều đó. Và mình vẫn hy vọng là người Việt Nam chúng ta sẽ có những cách hành xử văn minh nhất ở trên đất nước Thái Lan, để cho anh em bạn bè quốc tế khi nhìn vào thấy rằng người Việt rất là ok, đúng không ạ? Rồi thôi, thế thì chúc em may mắn nhá. Và chắc là video phỏng vấn của mình cũng sẽ kết thúc ở đây. Và các bạn thấy sao về video này của mình, cũng như là với cái hàng dài thế này, thì liệu anh em có đi Thái Lan xếp hàng hay không? Nhớ để ý kiến ở phần bình luận cho mình cũng biết. Còn nếu như bạn nào chúng ta không xếp hàng được, có thể chọn phương án là mua hàng chính hãng tại 24 giờ store. Đang có chương trình là mua hàng đặt trước không cần cọc và trả hàng sớm vào ngày 29 tháng 9 này. Cập nhật tình hình xếp hàng sáng nay cho anh em, thì đêm hôm qua mình có phỏng vấn mọi người ở bên Central World, và sáng nay thì mình xếp hàng trực tiếp ở bên Icon Siam. Bọn mình bắt đầu xếp hàng từ khoảng 4 giờ sáng và bây giờ đang là 7 giờ, thì kết quả là tất cả những người có vòng tay thì mới được ở lại để mua hàng, còn những người không có vòng tay tất cả đều bị đi về hết. Mặc dù Apple liên tục thay đổi hàng, bọn mình chạy như kiểu runner man ấy, bọn mình chạy liên tục 3-4 lần liền và xếp hàng lại liên tục, nhưng mà kết quả là những người không có vòng tay thì vẫn bị đi về, đó rất là nhiều cái sự nỗ lực. Thì mình cảm thấy đấy là một cái gì đó rất là buồn. Nếu như Apple năm nay mà nói về việc phát vòng sớm để bọn mình có thể đến nhận thì không sao, nhưng mà không, Apple không nói gì về việc phát vòng hết, mà Apple rất là bình tĩnh, tự nhiên bùng cái đi phát vòng. Sau đó những người không có vòng thì không được mua. Thế nhưng mà câu chuyện chưa dừng lại ở đó, là tình hình hiện tại sau khi mình hỏi một vài người có vòng tay ra ấy, thì mọi người nói rằng là với những người có vòng tay cũng chỉ có 5 người đầu tiên là có thể mua được Pro Max thôi. Còn sau 5 người đầu tiên thì hoàn toàn không có bất kỳ một phiên bản Pro Max nào, kể cả là phiên bản 1TB bộ nhớ cũng không còn nữa. Có nghĩa là chỉ 5 người đầu mua được Pro Max, còn những người về sau có vòng tay thì cũng chỉ mua được Pro mà thôi.
Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là năm nay lượng hàng Pro Max nó rất là khan hiếm. Rồi và đó là toàn bộ tình trạng của buổi xếp hàng ngày hôm nay tại Icon Siam. Mình có liên hệ về Central World để hỏi một bạn ở bên đó xem tình hình thế nào. Thì bạn ấy có trả lời mình rằng là Central World cũng toác rồi. Có nghĩa là tình hình cũng tương tự như là Icon Siam ở đây. Và các bạn cảm thấy sao về việc xếp hàng năm nay của Apple? Nếu như là anh em thì anh em sẽ có đi mua hay không? Hãy cho mình biết ý kiến ở phần bình luận nhá. Xin chào mọi người và gặp lại trong video lần sau của Review OS.